Ok, anh em mình đã tới Phan Thiết. Nói chung là chạy lẹ lắm anh em. Mình chạy chậm nhưng mà cái xe nó không chậm được. Thì anh em mình cứ đều đều 7-80 đi thôi. Thì hiện tại là anh em mình đang ở Phan Thiết, đang đứng ở cây xăng Petrolimex. Anh em mình phải vòng qua bên đây. Bây giờ thì theo mình thấy là ít cây xăng lắm anh em. Anh em mình chạy cỡ 10 cây nữa là tới cổng chào Phan Thiết ha. Rồi, nói chung là hôm nay đi á, là anh em mình không có dính mưa. Mình đi mà không dính mưa thì nó khỏe lắm. Xe mới cáo à. Xe cực kỳ đẹp luôn. Ba chiếc, chiếc nào cũng mới hết. Tại vì không có dính mưa thì nó đỡ lắm. Đây, 68, 74. Con 74 này nay chạy dữ quá nha. Quá dữ, mấy anh em này đi tour thì không gắn kính. Tại sao mình đi tour mà mình không gắn kính? Em không có kiến. Rồi lấy gì coi đường? Cái này là hy sinh cho cái đẹp. Nè, nó còn bắt con ốc che lại nữa Hy sinh cho cái đẹp nè. chứ không phải là không có kiến. Cái này đừng có biện minh lý do em. Em mà bắt con ốc che lại vậy nè là cố tình không gắn kính. Không kính. Đúng không? Đi xe mà không kính đúng không? Đúng rồi, sao được? Chiếc này cũng vậy nè. Tào lao nè. Nè, chiếc này nè, gắn ốc che lại nè. Ủa, ốc giống hết ta. Không gắn kính luôn. Kính này đầy đủ 68 rớt vàng áo ở Phan Thiết nha anh em. Anh em nhớ không? Này úp áo mới nè. Còn xe mình nè. Xe của người trưởng thành nè, gắn kính hậu đàng hoàng. Đó. Nhìn nó lịch sự thấy không? Rồi thôi lên đường. Bây giờ tầm khoảng 3 giờ sáng thì anh em mình sẽ chạy ra Nha Trang. Từ Phan Thiết mà anh em chạy ra Nha Trang á, thì đường nó rất là đẹp. Đẹp lắm. Chút xíu nữa hừng đông lên, ý lộn bình minh lên mình quay cho anh em xem tiếp ha. Còn bây giờ lên đường, nổ máy. Nổ máy. Má ơi. Má ơi. Ồn quá. Đoạn này thì có đèn, nhưng mà có một bên đèn à. Lại bên này có đèn, bên đây không có đèn, ngộ không? Bên đây có đèn, bên đây không có đèn. Nói chung là có đèn nhưng mà ánh sáng nó không đủ anh em. Cái đoạn này ba giờ rưỡi sáng rồi. Ui ui ui, từ 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 từ. Ui ui ui. Không có đèn anh em ơi, bắt chợ sáng lên luôn. Mình bật cái chợ sáng xuyên suốt á thì không được, lâu lâu nó bật. Cái thứ nhất là nó chói cái người đối diện, cái thứ hai là nó hết bình xe. Mà tắt chợ sáng là coi như không thấy cái gì luôn, không thấy cái gì luôn. Bật chợ sáng lên rất là lợi hại, ha ha ha. Ok. Thôi tắt đi. Thanh niên này chạy 74 cộng 5 mà chạy hiền lắm kìa. Chạy dễ thương lắm. Đó, cứ vậy đi á. Biết chừng nào cái xe nó mới hư. Nó chạy như thế này biết chừng nào cái xe của nó mới hư anh em. Cái xe của nó là nó đi mới có 5-6 ngàn mà tốc độ nó mạnh lắm rồi. Cái này nó đang đi tầm 4-5 ngàn. 4-5 ngàn.
Nói chung mình đi cái xe này á, bền hay không là do mình nữa, do mình chạy cái xe như thế nào nữa, chứ không phải là đi tour nhiều là hư, không phải là cục máy này giới hạn bao nhiêu ngàn cây là hư, do cái thằng chủ xe anh em. Huy đâu rồi? Má tai nạn gì ghê vậy ta? Hắn đứng lại sao không? Mấy chiếc dồn lên. Bị đụng dồn luôn. Đụng liên hoàn luôn. Xe tải, xe lớn không à? Nguyên 5 chiếc á. Nguyên một đường luôn á. Nó dài khoảng 100 mét đó anh em. Liên hoàn luôn. Huy đâu? Liên hoàn hay là? Chạy trên gì vậy? Má ơi, tai nạn gì ghê vậy trời. Mình không dám đi lại đó để mà quay. Vụ gì, vụ gì? Xe nó bị gì vậy? Xe nó bị gì hả? Ngay khúc nào? Tai nạn ghê lắm anh em. Công an quá trời luôn. Xe Huy bị hư rồi. Chắc mình vô lời mình chạy quá, mình chạy bên đây nguy hiểm quá. Mấy xe dưới nó không biết nó lủi lên thấy mồ luôn. Bị gì ạ? Hả? Đập gì? Công an đập hả? Em á hả? Anh không có qua được, mấy ông găng cọng dây anh đứng ở đó luôn nè. Má sợ. Nhưng mà cái bô anh nó êm. Vô đây, vô đây, vô đây. Tắt đi, tắt máy đi, tắt máy. Giờ chạy được không? Từ từ. Bây giờ anh em mình không có ra được. Tại vì ở ngoài là giao thông nhiều quá. Ở đây được rồi. Ở đây được rồi. Không sao đâu. Giao thông nhiều quá không dám ra. Ok, thì tình hình là anh em mình mới tới Bầu Trắng à. Xích tới nữa nếu mà quẹo phải là vô Bầu Trắng nè. Mà bây giờ là di chuyển hết được nữa rồi. Xe của em đang bị hư. Anh em mình đang đứng trong một cái hẻm. Nói chung là một cái hẻm, không biết cái hẻm này là hẻm gì luôn. Thì anh em đang ngồi trong đây. Chứ cái khúc này thì quốc lộ không mà cũng không có quán cà phê để mà tấp vô luôn. Nhưng giờ đẩy con không được. Trên đây là giao thông không mà. Còn ở dưới đây á, là ngược chiều. Cho nên bây giờ anh em đang ngồi ở đây không biết làm sao luôn. Cái xe bây giờ thì nhìn chung thì nó giống là chết bom xăng anh em. Im re luôn. Đúng im luôn. Đây là phải lên nha. Từ từ em đợi anh nghe coi.
Cái này anh nghĩ có thể không phải bị bơm xăng luôn á. Bơm xăng giờ xăng lên rồi đó. Bơm xăng hồi nãy đời lỡ phun ra. Nó phun ra. Bu ri hả? Chết ngang luôn hả? Bây giờ mới có đồ mỏ bu ri. Bu ri nào mà chết ngang lẹ vậy? Thường là nó phải từ từ. Đang chạy ngọt sao chết ngang được? Ừ em đang. Anh nhớ không? Nè em diễn tả cho anh nha. Đang chạy. Ừ. Từ trong lúc mình đổ xăng mà chạy ra á. Ừ. Xe bắt đầu nó ngọt đúng không? Đúng rồi. Xong bắt đầu nó sẽ bị bụp. Có bụp không? Có bụp. Có bụp đúng không? Nó bụp xong sau đó rồi á. Chạy tới chỗ ông Bình đây nè. Vừa qua khỏi khúc công an á là bắt đầu mới vừa bóp côn tắt máy. Bây giờ tình hình là vậy. Kiểm tra bu ri, nếu mà cái bu ri nó vẫn bình thường. Rồi, xe lên Phương Trang. Là lên Phương Trang. Các chân bên phải có thể không có nhưng mà các chân bên trái bắt buộc phải có, xe này không có luôn. Tại sao? Xe độ là sao anh? Đó hay bị vậy, cái chân bên trái nó xuống là đẩy thôi. Khứa này cũng báo, không cần cái chân luôn. Ủa cái này sao đẩy? Mày sao mày thứ ba thiệt tình luôn á, thứ ba là ba báo thiệt á. Nè, đạp vô đây thì nó cuốn nè. Xíu cái chân vô chổng luôn. Xíu nữa ông để cái chân bên kia đây, để chân xích lên, để đạp đây luôn. Khổ thiệt. Anh ba ơi là anh ba. Mới sáng sớm mà anh ba báo tụi em rồi. Cho mày hả mày? Xe em nén nó còn cao lắm, để em nâng nén lên xíu. Nâng nén lên xíu. Không sao, không sao, cứ bình tĩnh em. Giờ mình buồn nó cũng vậy, mà mình vui nó cũng vậy. Thà mình vui mình buồn chi cho phiền lòng đúng không? Thiệt luôn á. Mình buồn nó cũng vậy, mình vui nó cũng vậy. Giờ muốn hết buồn không? Muốn hết buồn không? Thì mình đừng có buồn. Mình muốn hết buồn thì mình đừng có buồn là nó vui thôi à. Chuyện đơn giản vậy thôi. Rồi xong, gắn yên vô ha. Giờ đẩy. 6 giờ sáng luôn rồi. Lúc tối là khúc này tai nạn giao thông nha anh em. Tai nạn giao thông rất là nghiêm trọng luôn. Mình không có nhìn thấy rõ nhưng theo mình thấy thì bấy nhầy hết. Nè. Hiện trường vụ án bấy nhầy hết, văng cái biển báo luôn. Giống như kiểu tai nạn liên hoàn anh em. Đây, xe đây. Đang cẩu về. Má ơi, không biết là người có sao không. Tình hình rất là tình hình. Vừa gặp tai nạn, vừa thấy tai nạn cái làng cu em mình nó bị trục chặt chiếc xe của nó luôn. Bây giờ phải đi kiếm tiệm sửa xe cho nó. Mình chạy trước mình tham khảo tình hình như thế nào, bắt đầu alo cho nó. Nó đang ở phía sau. Tốt nhất là anh em mình nên đi xe zin. Nếu mà đi xe zin á thì nó không có bị cái sự cố gì xảy ra hết, đảm bảo anh em. Nếu mà có tiền á thì mình chơi 300cc, 400cc. Còn mình chơi xe độ là mình phải chịu anh em. Xe độ thì nó hư giờ nào mình không thể nào mình biết được. Ê. Tình hình như thế nào? Có điện. Để coi bu ri có chết không. Ok. Giờ anh chậu. Xe này còn sang xe hết, chuẩn bị lên xe nữa. Tình hình bây giờ vẫn đang rất là tình hình. Chưa có biết gì hết. Bây giờ chờ ông này, ổng mở bu ri ra, ổng kiểm tra. Nếu mà bu ri chết là ok, thay. Còn nếu mà bu ri vẫn bình thường thì máy móc có thể là bị cái gì rồi anh em. Anh em mình không phải thợ cho nên là đoán bệnh có khi nó cũng không đúng. Giờ mình cứ làm thôi, tới đâu hay tới đó. Nam Mô Di Đà Phật, cầu mong cho con bị cái bu ri.
mình có đôi lời phát biểu với anh em nha. Anh em mốt đi tour nhớ mua thêm một cái buri nữa, với đem theo cái đồ mở buri nha. Đúng rồi. Thôi quan trọng lắm á. Đúng rồi, có đem nhớt không? Có nhớt. Có đem nước mát không? Máy mình đẩy mười mấy cây vào chung chân mình đó vậy nè. Cảm ơn mình, cảm ơn bạn này rất là nhiều. Bạn đẩy mình nặng 8 mấy ký với cái xe nữa, khoảng bèo khoảng 120 ký. Vậy là mày chưa thấy thằng em tao. Tao có thằng em nó đẩy thằng Phương từ ở Bầu Trắng về tới Sài Gòn luôn. Nó đẩy về xong mà nó đi sao biết không, nó đi vậy luôn nè. Nó giống như bị bại liệt luôn á. Ok, thì sau một hồi kiểm tra thì con xe này nó bị xúc bắp anh em. Điện nước đầy đủ nhưng mà mình nghĩ chắc là bị đá xúc bắp, cho nên là bây giờ nó cứ xịt mà nó không thể nào lên được. Bây giờ anh em mình sẽ đẩy cái xe này lại nhà xe để mà cho nó về Sài Gòn. Ok, bây giờ sẽ đẩy cái xe này về. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng anh em. Chạy ra tới Nha Trang thì chắc khoảng 12 giờ trưa. Trưa á, trưa mới tới. Ok. Đi tiếp ha, quay đầu. Đi tiếp ha. Hả? Đúng rồi. Có chừng xe nha, mình cố gắng mình đi ngược chiều lại kia mình qua đường. Còn lên trên đây là xa lắm. Tình hình là không có nhà xe anh em ơi. Cái đoạn này dường như là không có luôn. Chạy vô trong thành phố mới có. Anh em mình đang ở trên quốc lộ và đang rất là mệt mỏi với cái xe này. Do là không có nhà xe để mà gửi. Đẩy thì mình không có biết đẩy. Giờ tính sao ta? Dài luôn quá. Mệt. Đó. Hôm nay là sáng thứ bảy cho nên là người ta đi tour rất là nhiều. Theo mình thấy thì cái tour Nha Trang là cái tour tốc độ cao, đa số anh em chạy rất là nhanh. Đường ở đây thì rất là đẹp anh em. Mình thì mình chạy từ từ mình ngắm cảnh, mình cũng hư xe nữa. Mấy ông bom quá trời bom. Đó. Điện thoại bán tải mẹ chứ giờ kiếm nhà xe đâu trời. Ủa chứ nào ông chỉ ở đâu? Ông chỉ trên kia anh em chạy lố mẹ rồi. Ông quay lại. Hả? Ông chỉ là cách đó có một cây à. Ừ, mấy cái nhà xe nhỏ. Ông nói mình chạy một cái. Bây giờ anh em đứng ở đây đi. Anh chạy vô cái bến xe trong đây anh hỏi có, anh gửi vị trí chạy vô chứ đừng chạy chung. Nghe không? Giờ anh chạy vô bến xe trong đây cỡ 13 phút à. Anh hỏi ở đây có gửi xe về Sài Gòn không? Nếu có anh hú em chạy vô. Để anh chạy mình anh thôi. Anh em đứng đây đi. Ở đây nó có bến xe nè. Nếu mà là bến xe thì chắc chắn là có cho gửi. Mình nghĩ chắc là có. Thì để mình chạy vô trước xem là như thế nào. Chứ để anh em đẩy xe vô tội nghiệp quá. Đường làng đẹp dữ vậy. Trời ơi. Đường làng
hai bên là đồng ruộng, cò bay thẳng cánh, quá đẹp. Nói chung là chuyến đi này nó để lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm. Thì một chuyến đi nó không được suôn sẻ, xe cộ nó hư thì nó kéo theo phiền phức anh em. Nhưng mà mình phải chấp nhận thôi, xe nó hư thì mình phải chấp nhận thôi. Chứ giờ mình rầu cũng đâu có được gì đâu. Trễ thì nó đã trễ rồi, trễ thì đã trễ rồi, cho trễ luôn. Chiều mình tới Nha Trang cũng được, nhưng mà không đi về nha. Đi về là không vui. Đã nói với anh em là mình sẽ ra Nha Trang chơi thì phải ra Nha Trang quay cái biển Nha Trang cho anh em xem.